À, kênh Mai Vàng miền Bắc 123 xin chào tất cả quý vị và các bạn ạ. Thì ở thời điểm này là ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Hôm nay là 15 tháng Giêng âm lịch. Thì các bác, một số bác đã chơi mai Tết xong rồi. Và có rất nhiều bác đang băn khoăn là mình mua cây mai tàn ở trong miền Nam về. Đấy, mua cây mai tàn các bác nhé. Mua cây mai tàn mà dạng người ta bó vào cũng băng dính ấy. Đấy, mua thời điểm cuối năm, và có bác thì mua thời điểm đầu năm. Mua cuối năm thì các bác đưa về để chơi hoa Tết. Thì theo như dự đoán của em thì những cây mai đó là chơi Tết thì nó cũng không rất khó ra hoa, và có ra hoa thì cũng không đạt, thì không biết có đúng hay không. Nếu bác nào mà đang theo dõi video của em mà mua cây mai tàn thì cho em xin cái bình luận để tham khảo cái kiểm tra chéo cái thông tin nhé, xem là nó có đúng hay không nhé. Đấy, những cây mai tàn mà bó bầu ở trong miền Nam về, những cây mai tàn như này. Đấy, bó bầu đất ở trong miền Nam về, không phải trồng trên chậu. Thì cái sự ra hoa của nó là rất kém. Có bác thì không kịp ra hoa, đến giờ này vẫn chưa ra hoa. Ăn Tết 15 ngày rồi, hôm nay là ăn Tết xong 15 ngày rồi vẫn chưa ra hoa. Đấy, và có một số bác thì mới mua ở đầu năm. Đấy, thì là các bác hỏi và quan tâm là bây giờ trồng như thế nào. Đấy, và cây chắc chắn là em nghĩ là nó ở đang trong trạng thái là khô đầu cành và có trạng thái là suy rồi. Đấy, những cây đấy là em đoán như vậy. Thì không biết là có chính xác không. Các bác nào có đang xem video mà mua cái trường hợp cây mai cuối năm và cây mai tàn đầu năm, cây mai tàn cuối năm và cây mai tàn đầu năm, thì chia sẻ lại cái bình luận giúp em nhé. Bác nào mà mua cây vào thời điểm cuối năm ấy mà cây nó không ra hoa được ấy, đấy là cây nó suy nặng hơn những cái cây đầu năm các bác nhé. Đấy, cây sẽ bị suy và khô đầu cành nặng hơn những cây đầu năm. Thế còn bác nào mà mua cây mai tàn đầu năm giống như dạng cây bó bầu và vẫn giống như các bác mua cây cuối năm về để chơi Tết đấy, thì là nó suy ít hơn, bởi vì trong miền Nam là vẫn để đó để mà đấy, người ta nhiệt độ trong miền Nam là người ta để lại, đến bây giờ bác mua thì là nó vẫn cao hơn người Bắc, thì nó đỡ bị suy hơn. Thế còn bác nào mua trong năm thì là nó sẽ suy nhiều hơn, bởi vì nó rét, ra gặp rét mà lại cây không có bầu, bị đứt rễ, rất là chột rất là nhiều. Những ai mà mua cây ở trong năm thì sẽ bị suy nhiều hơn. Còn những ai mua cây đầu năm thì cũng đa số là những cây người ta bán không hết, dạng là bán ế, gọi bác gọi là nhanh là bán ế từ cuối năm không hết thì ra đầu năm người ta bán, thì những cây đấy là cũng bị suy các bác nhé. Nhưng nó sẽ suy ít hơn, bởi vì nhiệt độ trong đó em vừa nói là nó cao hơn, nó suy ít hơn. Thế thì bây giờ các bác phải mua về thì phải làm như thế nào? Vấn đề đặt ra câu hỏi là mua về cả hai trường hợp đấy, bây giờ mua về là chúng ta phải xử lý như thế nào? Đấy là vấn đề các bác đang quan tâm. Thì các bác có thể tham khảo cái ý kiến chia sẻ của em như này nhé. Và các bác thấy nó hay thì các bác có thể áp dụng theo, tại vì em cũng mua những cây trong đấy về rồi. Đấy, thì việc đầu tiên là các bác phải gom xả tàn cho em càng sớm càng tốt. Đấy, gom xả tàn. Đấy, những cây mai đấy thì chắc chắn là lá bây giờ là sẽ không còn rồi. Mùa cuối năm thì các bác cũng tút hết lá để mà chơi Tết, còn mùa đầu năm thì người ta cũng tút hết để nó chống bị suy rồi. Thì việc đầu tiên là các bác phải xả tàn sớm nhất cho em. Đấy, thì cây thường là cây tàn thông, cây lùm, thì các bác xả tàn theo cái hình tàn thông chẳng hạn như cây này. Đấy, cây này các bác đang xem video đây. Thì là bên dưới, các cành thấp bên dưới, thì các bác tùy theo cái cây to cây nhỏ, chẳng hạn như cây này của em thì ở bên dưới của em là thu gom về cành của nó tận 1 mét cơ, chỉ xả tàn mất 60 phân, chỉ còn lại 40 phân thôi. Đấy, cành 1 mét các bác nhé, cành nó dài ra 1 mét, xả bỏ đi 60 phân, chỉ để lại 40 phân từ thân ra thôi. Còn lên đến đoạn giữa thì các bác để lại 30 phân. Thế còn lên đến đỉnh thì các bác để lại 10 phân như kia các bác nhé. Đấy, chúng ta thu ngắn dần như vậy. Đấy, việc đầu tiên là các bác phải xả tàn cây để cho nó đỡ bị mất sức, nó cây nó không phải tiết nhựa ra, dồn dưỡng chất để nuôi những cái đầu cành khô đó. Đấy, đằng nào thì đầu cành đó cũng khô. Các bác đừng có tiếc, cây nào bị suy nặng thì các bác gom càng sát thân càng tốt. Bình thường cây khỏe thì thu về 40 phân, cây yếu thì thu về 30 phân, còn cây yếu nữa thì thu về 25 phân ở dưới và thu ngắn dần lên trên. Đấy, việc đầu tiên là các bác phải xả tàn đã để mà cho cây nó đỡ mất nhựa đã. Đấy, cái thứ hai, việc thứ hai là các bác cho tạm vào một cái chậu. Đấy, cho tạm vào một cái chậu như này chẳng hạn.
và chúng ta đổ cái chất trồng vào xung quanh. Đấy, việc thứ hai là như vậy. Chúng ta trồng tạm đã, bởi vì bây giờ hôm nay mới là 15 tháng Giêng, là nó thời tiết miền Bắc là nó vẫn còn rất là lạnh, cho nên các bác đổ chất trồng tạm vào xung quanh và chúng ta chùm túi bóng toàn bộ cái bầu đất cũng như là cái chậu, để cho cái bộ rễ nó ấm. Cái thứ hai là không bị nước mưa, nếu chẳng may nó mưa nó sẽ bị lạnh rễ và ngấm lạnh nó lâu thì nó sẽ khiến cây bị suy. Đấy, các bác chùm túi bóng cho em nhé, chùm kín túi bóng và cái nước là phụ thuộc vào chúng ta. Đấy, do chúng ta đưa vào chứ đừng để nước mưa nó điều tiết, nó kiểm soát chúng ta. Đấy, nước thì thời điểm này cây nó không có lá nữa cho nên nó rất hút rất ít nước, có thể là trên dưới một tuần nó mới khô bầu. Thế tùy theo nhiệt độ vùng các bác, nắng hay là mưa hay là dâm. Nếu như mưa thì phải 10 ngày nó mới khô bầu đất, thế còn nắng thì cũng phải tầm 4 ngày, thế còn trời dâm thì cũng phải tầm 6 ngày. Đấy, các bác chùm túi bóng toàn bộ bầu gốc cho em nhé. Đấy, và bác nào cẩn thận hơn nữa thì chúng ta dùng một cái túi bóng ni lông. Đấy, chúng ta chùm toàn bộ lên thân tay cành cho cây. Nếu các bác mua được túi bóng to, túi bóng dài căng mạ đấy, thì chùm một phát từ trên xuống dưới luôn, chùm từ trên ngọn xuống dưới cùng đáy này luôn. Đấy là ngon nhất. Đấy là, và chúng ta ở ngoài miền Bắc này thì nhiệt độ mùa đông nó không có cao đâu, thì kể cả những hôm trời nắng thì các bác cũng để ngoài sân ngoài trời bình thường được nhé. Chúng ta đừng nhốt cây trong nhà nhé, nhốt cây trong nán là sẽ hỏng cây đấy. Chúng ta nên để phơi cây ra ngoài sáng, ngoài nắng. Nắng ở ngoài miền Bắc này thì đầu năm thì nó không có nắng to đâu, nắng thì nó càng tốt, nắng là giúp cây bật lộc bảy nảy mầm được. Đấy, các bác đừng tưới nhiều nước quá. Đấy là việc thứ hai, là các bác phải chùm cái túi bóng để bảo vệ cái bầu đất nó khô ráo chứ không phải khô kiệt các bác nhé. Thế còn nó bị nước là cây sẽ chết đấy. Đấy, ngập nước là cây sẽ chết đấy. Thế cho nên là đấy là việc thứ hai. Đấy, việc thứ ba là các bác dùng Atonic, chỉ dùng tầm 3 giọt thôi. Các bác phun lên toàn bộ thân tay cành ở cây và tưới xuống bầu gốc cho em. Đấy, chúng ta chỉ dùng 3 giọt thôi, rất nhẹ nhá. Chúng ta chỉ kích hoạt nhẹ thôi, gọi là kích hoạt nhẹ nhá, chứ không phải là kích hoạt chính thức nhá. Nếu các bác kích hoạt chính thức bây giờ thì cây nó sẽ ra mầm. Đấy, và sau mầm đó thì nó sẽ yếu, chúng ta chưa có dinh dưỡng vào thì nó sẽ không đúng thời điểm, nó không tốt. Chúng ta chỉ dùng 3 giọt Atolic pha vào cái bình 2 lít ấy, chúng ta phun lên toàn bộ thân cái cành để nó chống khô và để chống cây nó ngủ. Thế còn sau này mà chúng ta kích hoạt chính thức ấy, thì chúng ta phải dùng liều lượng gấp đôi, tầm 6 giọt cho bình 2 lít cơ. Thế còn bây giờ chúng ta chỉ kích hoạt nhẹ thì chúng ta dùng Atolic để mà phun lên toàn bộ thân cây cành và tưới cho cây để cây nó tránh ngủ đông các bác nhé. Đấy. Thế còn dưỡng chất N3M ấy thì các bác cũng dùng liều lượng thật nhẹ cho em để tưới bầu gốc. Nó cỡ vào tầm dùng bằng 50% cái liều lượng của nhà sản xuất thôi, tức là dùng nửa cái thìa cà phê thôi, nửa chúng ta dùng một thìa bằng gạt đi xong lại dùng một nửa số đấy thôi, tức là liều lượng khoảng bằng 40-50% của nhà sản xuất thôi. Và chúng ta pha với nước ấm, chúng ta tưới cho bầu đất các bác nhá. Đấy, để cho cây nó đủ dinh dưỡng, và cứ tầm 15 ngày thì các bác mới tưới một lần. Đấy, cây nó không có lá, nếu như các bác tưới nhiều thì nó sẽ thành là dư phân. Đấy, dư phân là sẽ ngộ độc. Đấy, 15 ngày mới tưới một lần các bác nhá, cây nó không có lá mà. Đấy, thì N3M này chúng ta có thể pha cùng với Atonic đó. Chúng ta pha Atonic, dùng 3 giọt Atonic, chúng ta phun lên toàn bộ thân cây cành với bình 2 lít, 3 giọt Atonic phun toàn bộ thân cây cành. Phun cây cành xong, thừa đâu thì chúng ta cho một tí tẹo cái dưỡng rễ N3M vào, chúng ta pha và tưới bầu gốc và chúng ta bảo vệ để không cho nước mưa vào. Toàn bộ cái độ ẩm là do chúng ta kiểm soát và chúng ta điều hành, chứ đừng để nước mưa vào, tầm này rất dở các bác nhé. Một là che chắn nước mưa, hai là để giữ cái bầu đất nó không bị gió nó vào, nó lạnh. Đấy. Thế còn nhiều bác mà không ấy được là cây mai sẽ rất dễ bị suy rất là nhiều, chắc chắn là sẽ nhiều bác bị suy. Và tư vấn các bác, nếu các bác mua cây thì các bác nên mua cây ở trên chậu. Đấy. Bác mới chơi chưa kinh nghiệm, các bác mua nên phải mua cây lên trên chậu. Trên cây trên chậu thì vẫn cùng cái thân hoành tay tán như vậy, nó có thể đắt gấp 3 lần, nhưng mà nó
đắt gấp đôi gấp ba lần, nhưng mà cái cây nó còn ra cái cây và cây nó còn sống được. Thế còn các bác mua cây bên này về, các bác có, nếu mà nó đã bị dạng suy rồi thì cây nó chậm lớn lắm, nó khó phát triển lắm. Nếu bác nào mà suy quá thì chúng ta nên bỏ, đấy theo ý kiến của em. Đấy. Còn nếu mà trường hợp mà cây nó đẹp mà nó vẫn còn khả năng cứu được thì các bác cũng nên cứu. Đây này, các bác nên mua những cây mai trên chậu như này nhé. Đấy, chúng ta mua cây trên chậu này thì nó hoàn toàn yên tâm. Đắt một chút thì nó đảm bảo chắc chắn 100% là cây nó sẽ sống. Đấy. Đây, cây trên chậu các bác nhé. Đấy, cây này em đã xuống bớt lá rồi. Xuống bớt lá để thúc nó nhanh bật mầm bật đầu năm. Đấy. Thế thì chúng ta bó bầu tạo như vậy. Và đến thời điểm tầm cuối tháng 2 thì chúng ta mới bắt đầu, thời tiết nó ấm rồi mà cây chuẩn bị bật mầm rồi, thì chúng ta mới phá bầu đất các bác nhé. Chúng ta sẽ phá bỏ đi tầm trên dưới 60-70% cái bầu đất bên ngoài, còn để lại bên trong giáp thân. Đấy là chúng ta sẽ phá bầu đất và chất trồng, làm chất trồng mới cho cây. Đấy, thì em sẽ ra những video chia sẻ những cái chất trồng như nào, hoặc trên kênh của em cũng có rồi, các bác có thể tìm lại trên kênh. Đấy. Đấy thì chia sẻ rất là kỹ rồi, thì các bác việc đầu tiên là các bác phải xạ tàn sớm nhất cho em, thu gom tàn càng sâu càng tốt, cây càng yếu thì thu gom tàn càng sâu. Cái thứ hai là bọc túi bóng để bảo vệ chống nước mưa vào. Cái thứ ba là dùng liều lượng rất nhẹ của Atolix. Đấy, dùng 3 giọt Atolix cho bình 2 lít phun lên toàn bộ thân cây cảnh, và còn lại nước thì là có thể lấy thêm nước và pha với tùy theo bầu đất của bác lớn hay bé. Thông thường thì bầu đất đó cũng chỉ có tầm đường kính ở tầm 30-40 thôi, thì nó cũng chỉ ăn tầm lít rưỡi nước, lít, một lít rưỡi nước thôi là cùng thôi. Nếu mà khô thì nó chỉ tưới lít rưỡi thôi, thì các bác dùng bình 2 lít các bác phun lên tay cành mất nửa lít rồi, thì còn lại chúng ta pha một chút N3M vào bên dưới, tức là 1/2 cái thìa bằng gạt cà phê đấy, và chúng ta tưới cho bầu gốc, và 15 ngày mới tưới một lần các bác nhá. Đấy thì các bác sẽ bảo vệ được cái cây, trừ trường hợp cây nào yếu quá thì nó sẽ toi thôi, còn những cây bình thường thì các bác vẫn cứu được nhá. Đấy thì hy vọng qua video chia sẻ này thì ít nhiều sẽ giúp được các bác mới chơi có những cái thông tin để chúng ta tham khảo, và các bác thấy nó hay thì chúng ta có thể áp dụng làm theo. Và em sẽ còn ra tiếp tục nhiều video nữa đằng sau. Các bác nhớ nhấn like ủng hộ kênh giúp em. Và bác nào chưa nhấn đăng ký kênh, cũng như là chưa nhấn nút chuông thông báo, thì hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để nhận được chia sẻ nhiều hơn từ kênh Mai Vàng miền Bắc 123. Thế còn bây giờ em xin phép chào tạm biệt tất cả các bác, và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp sau nhé.